Đi Đài Loan rất nhiều lần nhưng mà chắc chắn là các bạn vẫn chưa biết chỗ này, đảo Si Chin hay còn được gọi là đảo Kỳ Tân, nơi được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới tại Cao Hùng, Đài Loan. Hòn đảo khá gần trung tâm và thường không có trong các chương trình tour nên là Bủ có làm hướng dẫn cách đi ở cuối video nha. Tụi Bủ thuê cái xe là 500 tệ cho 2 giờ và có sẵn bản đồ chỉ những cái điểm gần nổi tiếng ở đây cho mình đến. Cái con xe này nó là xe máy điện, nó khá là yếu rồi mà hai đứa mình là gần 180kg còn đèo lên cái con đường dốc nữa. Hên cho con xe, muốn lên pháo đài và hải đăng Si Chin thì người ta bắt gửi xe đi bộ lên một đoạn. Mặc dù lên tới nơi thì hơi mệt thật sự nhưng mà cái góc này nhìn về phía thành phố cảng Cao Hùng thì quá là đẹp. Còn đây là bãi biển bên đảo Si Chin và lần đầu tiên Bủ nhìn thấy một bãi cát đen như vậy. Những bức tượng cát được đắp lên trông rất là sinh động. Rồi mấy bạn có biết là cái xe máy ở đây mà người ta gắn cái gọng bên hông vậy là để làm gì không? Là để chở mấy cái súp để ra biển chèo á mọi người. Buổi chiều nhộn nhịp lắm, khá là đông du khách nhưng mà hình như chủ yếu là người địa phương. Phải công nhận là street food trên đảo này cực kỳ ngon luôn. Giá cả thì cũng tương tự như chợ đêm trong thành phố, 100 tệ, 200 tệ. Bủ đã dành nguyên cả buổi chiều để khám phá những điểm nổi tiếng trên hòn đảo này, thực sự rất là thích luôn. Mà cũng trộm vía là con điện thoại này pin dùng lâu, tối hôm qua Bủ quên sạc điện thoại nhưng mà hôm nay vẫn quay chụp được rất là nhiều để có sụt làm video này. Chứ nếu không là khóc thét luôn rồi. À mà từ trung tâm thành phố Cao Hùng đến đây cũng rất là đơn giản, bạn chỉ cần bắt MRT và đi đến Lai Màu Cam, ngồi đến trạm cuối Sinsi Wan rồi ra cổng số 1 và đi bộ tầm khoảng 15 phút là đến bến phà Gusan. Mua vé là 30 tệ và bắt buộc phải trả bằng tiền xu. Phà thì lớn, chạy chậm rãi cho mọi người ngắm cảnh và khoảng 10-15 phút là sẽ sang đến đảo. Và thời gian đẹp nhất mà các bạn ra đây thì Bủ nghĩ là 1 giờ chiều các bạn đi, tầm khoảng 6 giờ các bạn quay trở về Cao Hùng là ok.